Máy của em à? Máy vâng. Sống như thế. Sống quá thì cảnh. Nhiều nhỉ? Vui thế à? Tôi đi tàu chết cho anh nhá. Thôi được rồi chồng ơi, hết giờ lấy dữ liệu rồi, kiếm việc làm đi. Con này là SVS đúng không? Con này không đổi. Anh không đổi. Tính lương, bẩn, sữa. Cắm lại dám chưa? Không được buồn đâu mà cắm ra anh. Hả? Không được buồn. Đây trời bao giờ giảm giá lịch sử. Anh bây giờ em ví dụ đơn giản máy nó chỉ giá khoảng 30 triệu đấy là main ở đây bọn em có thể phân phối giá gốc vì giá đổi, còn nếu anh mua ngoài nó phải trên 10 triệu. Bọn em làm chương trình kiểu bảo hành ấy, đánh sạch cái series gửi vào hãng làm bảo hành thì sẽ được đổi, nó rẻ. Cái bên ví dụ chiếc bên này 15 triệu một cái. Bên mát. Mà nếu không sửa thì có hàng thì sửa gì ạ? Trường hợp này thì không sửa mà đổi. Đổi. Và dòng đời mới giờ khó sửa lắm vì nó chip chiếc rồi nó dán liền hết. Nó không rời, nó kể giam chiếc, nó dán trực tiếp trên bom máy chủ luôn. Hầu như là không cho phép sửa.